Chào mừng quý bà con, cô bác, quý anh chị, quý nhỏ đã trở lại kênh Chí Sĩ Tiên Dừa và Sĩ Tiên Đen. Sĩ Tiên Đen và các bạn danh mới, Sĩ Tiên Không. Có không? Cái truyền hình nó để hả? Cái đèn led á, cái đèn, cái truyền hình luôn á, cái màn làm chiếu. Sao mà nó để cái đèn đó mà không hư? Hả? Mưa rồi á. Cho nó có bọc đồ chứ. Ghê. Giờ chúng ta đi ghê quá. Dạ một vòng. Đây còn để tân sủ rồi biết rồi. Để tân sủ rồi. Chúng ta đang đi dạo một vòng thành phố Bến Tre vào buổi tối. Đèn xanh thì sao? Mày coi trang trí gì chưa? Kìa đó, có đèn lên rồi đó. Có đèn chưa? Sao? Kìa, có cây dừa lên rồi đó. Ồ, cái dừa qua đây mà, như còn đề chữ tân sủ rồi sao? Hôm qua thấy còn đề tân sủ. Cái này có đổi. Không vô nổi đâu. Cái này có đổi chưa? Thôi. Thôi đông quá. Kè, còn đề 21 rồi không? Tân sủ kìa, hôm nay không thèm đổi luôn. Nhưng mà có bông rồi nè, mỗi đi làm gì có bông đây. Hôm qua nè. Ừ. Hôm nay là ngày 20. Sáu có cái mai này rồi này. Hôm qua đi chưa cự. Được. Có mấy ông gánh đâu mà bữa nay người ta bỏ bông vô kìa. À được quen. Ngay kìa. Đã năm rồi mình cũng vô đây mà xịt thật. Ui, có hồng ghét kìa. Trời ơi. Tự nhiên có hồng ghét kìa. Yeah, cái kìa. Cái gì tên? Cái tục tục kìa. Sao? Không, thì đúng rồi. Đâu tên? Đâu bên ngược chiều à? Ở đây ở đằng kia kìa. Sao tin biết ở đó có cái cầu tổ. Ôi ngoa kìa. Rồi dành hết rồi, đông quá à, ta dành hết rồi. Đi đi chơi cái cầu tổ cây dân phòng ấp mà không ai chơi. Sáng chơi ra được á, có đầu bên kia kìa. Ờ ngoài chơi không. Không, cũng có mà đều ít. Bên kia là bên kia kìa. Bên kia. Anh Trinh sao nè? Anh gọi anh Chi. Cái năm rồi chị Tiên cũng có đi cầu đó nè. Đó, Tiên đi cầu này mà. Wow.